các cuộc thi sắp đẹp thường cố gắng tìm người có ngoại hình ưa nhìn, cân đối và hấp dẫn nhất để trao giải cao nhất. Thế nhưng một nghiên cứu mới đây của Mỹ lại cho thấy là chưa chắc người có thân hình đẹp đã có thể thu hút đối phương. Vâng, và nghiên cứu đến từ trường đại học Clemson của Mỹ cho thấy là những người đàn ông có kích thước chuẩn về chiều cao cân nặng không phải là đối tượng hấp dẫn nhất đối với phái nữ. Thay vào đó là chính những người hơi mập một chút lại mới là những người được chị em thích nhất. Những nghiên cứu trước đây cho rằng những người đàn ông có chỉ số BMI trung bình như những người tập thể hình có cơ bắp, tập luyện thể thao hấp dẫn phụ nữ nhất. Tuy nhiên điều này đang thay đổi. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 60.000 người, bao gồm cả nam và nữ, và căn cứ vào số cân nặng và chiều cao của họ. Sau đó, họ đã ra một kết luận khá bất ngờ. Những người đàn ông có hình thể từ trung bình đến hơi thừa cân có sức hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ. Điều gây ngạc nhiên nhất cho các nhà nghiên cứu là những đấng mày râu hơi thừa cân là nhóm có số lượng bạn tình lớn nhất, còn những người nhẹ cân hay béo thì ít được chú ý hơn cả. Theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ thích đàn ông thừa cân là bởi nhiều người phụ nữ cũng nhận thấy những người đàn ông béo thường có những hành động đáng yêu và họ cảm thấy an toàn và ấm áp hơn khi ở bên những người đàn ông này. Vâng, những nghiên cứu có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng cũng có một nghiên cứu liên quan đến sự quyến rũ của nữ giới, nghe cũng khá là trái ngược. Theo đó thì không phải người đàn ông nào cũng thích những người phụ nữ thon gọn và gầy. Theo các cuộc khảo sát thì nhiều đấng mày râu cho rằng phụ nữ béo, rất hiền hòa, chân thật và phúc hậu. Ngoài ra thì nhiều nam giới cũng thừa nhận là cơ thể đầy đặn của những phụ nữ mập mạp sẽ khiến cho họ nhớ lâu hơn. Vâng, tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu cũng cho rằng là việc lấy các cái chỉ số về cân nặng, về kích thước hay là số lượng bạn tình để đo độ hấp dẫn giới tính thì chỉ là tương đối thôi. Vì phụ nữ hay là đàn ông hấp dẫn người tình hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như là điều kiện kinh tế, kinh nghiệm, trình độ văn hóa hay là quan điểm sống.